Thưa quý vị, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Hiện các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi máy 2G lên 4G. Các nhà mạng tập trung đẩy mạnh truyền thông chủ trương và lộ trình tắt sóng 2G tới khách hàng. Theo ghi nhận, các nhà mạng đã và đang tổ chức nhiều đội lưu động hỗ trợ người dân chuyển đổi lên máy 4G. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều ưu đại lớn như hỗ trợ giảm giá, được tặng data tốc độ, hỗ trợ nâng cấp, thay SIM 4G miễn phí. Qua đó, khẳng định vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kiến tạo và chuyển đổi số, đồng hành cùng chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số. Willaporn điện thoại tới rồi kêu đổ là bên 4G. Nói chung mình cũng nghe vậy, mình cũng đi đến đây bên Willaporn để đổi lại cái máy. rồi Bên đây cũng hỗ trợ rất nhiệt tình. Nói chung là hỗ trợ bằng các miễn phí. Viettel đã cùng với Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương kết hợp cùng các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn để truyền thông, hỗ trợ chuyển đổi thiết bị cho khách hàng. Từ tháng 4 đến nay, Viettel cũng rất tích cực triển khai các điểm chuyển đổi lưu động. Vinaphone nhận định việc truyền thông phải xuất phát từ nội bộ, do đó từng nhân viên của đơn vị đều được phổ biến và nắm được chủ trương về tắt sóng 2G. Hiện tất cả các điểm giao dịch của Vinaphone cũng đã có hình ảnh, tư liệu để truyền thông về việc dừng cung cấp dịch vụ với thuê bao 2G only, đặc biệt là tại các khu vực có lượng thuê bao 2G lớn. Đối với MobiFone Tây Ninh, hiện còn khoảng 22.000 thuê bao di động sử dụng thiết bị 2G, mốc thời gian tắt sóng 16 tháng 9 năm 2024 đã đến gần, MobiFone đã và đang triển khai lộ trình tắt sóng 2G theo đúng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông theo tiêu chí hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khách hàng. À, về công tác truyền thông thì MobiFone đã và đang nhắn tin, à, gọi điện thông tin, à, cũng như là truyền thông trên các à, phương tiện thông tin à, đại chúng, à, đài phát thanh, truyền hình, các website và fanpage chính thức của MobiFone à, để cho người nhân à, nắm à, rõ cái mốc thời gian 16 tháng 9 đang đến gần à, nhằm chủ động trong cái vấn đề nâng cấp lên à, thiết bị à, 4G. À, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ. của à, khách hàng chuyển đổi từ 2G, 4G được triển khai tại các cửa hàng của môi phone trên địa bàn toàn tỉnh, thì môi phone đang song song thực hiện uh, triển khai các lực lượng uh, nhằm hỗ trợ trực tiếp chuyển đổi 2G lên 4G cho người dân. Việc tắt sóng 2G nhằm mục tiêu tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Nhờ đó, hệ thống mạng 4G sẽ được cải thiện chất lượng, tối ưu chi phí vận hành và khai thác, phục vụ tốt hơn cho người dân. Do vậy, người dân đang sử dụng dịch vụ 2G cần chủ động thực hiện chuyển đổi sớm để tránh việc bị gián đoạn thông tin liên lạc cũng như đảm bảo quyền lợi của mình.